Bữa nay tôi cho ba con già hết cỏ mèo chung với nhau, còn mấy con kia nó không có phá ba con già được. Trời ơi, cái hiện tượng rất là lạ xảy ra. Con khế nó sợ con nhọn cực kỳ luôn. Hết xong nằm ngủ im ghe, không dám ho gì hết trơn. Còn cái chị này quýnh người ta, mổ lên đầu người ta. Mà trước khi cho hết cỏ mèo, con khế nó nhai giả mang nhai cỏ mèo. Ôi trời ơi, nó lì dữ vậy. Không có ai làm chủ sĩ hết á con. Đi xuống. Cho ê! Má ơi, nó lì, con nhỏ luôn. À tha được, ưu tiên cho hai đứa mày ha. Hy vọng cỏ mèo này không phải đồ dởm. Rồi ưu tiên, con nào lên hít cho đã đời rồi nhảy xuống. Không có cạnh tranh. Ngủ muốn xỉn muốn gì, cái việc nằm ở trên này xỉn luôn. Đứa nào thân thiện nhau thì nhảy lên hít chung. Còn không thân thiện xin mời. Nó còn dùng áo. Ê ê, ăn cho đàng hoàng. Cái thứ này, cái thứ dễ xa đọ. Nó chưa gì nó tán ngầu. Ê mày dễ xa đọ quá nha mày. Quay ai không quậy, quay mẹ nó chứ. Ba con già đó, coi coi đứa nào sẽ quýnh người ta chứ. Tôi nghe con nhọn. Quỷ này sẽ quýnh người ta trước nè. Mình đoán đúng hay sai nè. À, chỗ của mình. Mình không ăn cho hết mà đi dành với người ta. Cái thú chính giữa hơi nhăn nhăn cái mặt này đó. Ê ê, mắc gì kênh với tao. Ê, không quýnh tao nha. Nó đang bực bội với mọi thứ xung quanh. Con đại ca đang núp lụm ở dưới giữa này. Ê, cái mùi này thơm quá vậy. Con miêu xuất hiện luôn. Nè nè, con nào động thủ cho xuống dưới nha. Chung băng với nhau không à. Khế nhăn nhăn cái mặt, sợ bả lây. Ở trên này hết còn nhiều gớt xuống dưới. Đó, mẹ con tương tàn. Liếc người ta gây liếc. Còn khế nó muốn hết mình kiểu như, trời ơi sao tao không được yên ổn vậy trời. Bình tĩnh đi nhọn. Con gái con đứa kỳ cục vậy mày. Và bày con ngầu đỏ nó quýnh con mèo. Nó thương mèo lắm thì kỳ trời. Nghiện ngập vô là vậy đó. Cái thú trầm tĩnh nhất. Ơ chết chết chết, nó mổ. Nó mổ mày hả chứ. Ê đừng có mổ tao nha, mất dạy. Hồi kiếp trước, mày không phải là con mèo. Mày là một con chim cứu mèo. Cái gì mà xỉn mày quậy người ta vậy. Con khê nó đơ. Hít đi con, hít đi. Hít đi sao nè. Tội nghiệp. Chị dòi trầm tĩnh quá. Chắc cái độ của chị dòi mạnh á, chưa có thấp đâu. Cái chị này nhà mới có 1-2 chút xíu, 1-2 miếng thôi nha. Nghe chờ, nghe chờ, nghe chờ. Lạ qua tao đủ mày xuống đó. Sao khai đứng hình vậy. Nó không dám động đậy. Sợ con nhọn mổ. Mày liếc thấy quại nhọn. Ờ đúng rồi. Nó canh con khế nhúc nhích là nó mổ ok. Không ngờ xỉn vô nhọn nó biến thành gà. Ở dưới này nhóc quá chắc. Hết đi khế về mày đừng có lo. Hết đi con. Kệ mẹ nó. Hết đi. Nhăn nhăn hoài. Ê, thở mạnh là sao? Mày khó chịu trước sự có mặt của khế hả? Dòi đúng là không có cái gì có thể dụ dỗ được dòi. Ủa sao hết cổ mèo mà không có dám ăn uống mạnh mày. Cái con quỷ nó liếc. Tính gần khi nó sợ con nhọn dữ gì trời. Mới biết luôn nghe. Trời trời cái mặt của chị cái trời. Hết cho hết thì khế rồi xuống cầm. Từng tớp một. Hồi xưa cho hết đại trà quýnh nhau búa xua hết trơn. Đâu mày con vui rồi, hết xong chạy đâu rồi. Cho nó mổ khế nữa. Ê nó mất cười. Nó lấy cái mỏ nó mổ cốc vô cái đầu người ta. Tiễn dông, ờ đúng rồi tiễn dông đi. Đứa nào kiên trì hết hết đi khế. Đúng là con khế nó hiền nhất. Con quỷ nhọn nó dễ xa đỏ quá. Đừng áo nhảy lên hết ra ngoài nè. Mày cũng chung tem đó. Ông cháu
cháu nè, ông nè, đó, không ai giành có ai. Cái thằng khùng này chưa vậy mà sọt cái tay nó quýnh đỡ đỡ trời trời, bởi vì cái thứ gì trời. Nè nè, bình tĩnh bình tĩnh. Người ta phải chậm chậm từ từ. Còn mày hít một cái kiểu như muốn ôm hết vô cái lỗ mũi mày luôn. Mày ngu đó vui. Con ngoại hít kìa. Thấy không? Ông ngoại cũng sợ mày quá. Hình như có con khác là thích nó sợ. Giờ để nó cho mày hít một mình như thế. Cho cho chơi chạy. Chịu không nổi rồi, đó kiếm chuyện. Ý. Cái con quỷ này nó hít vô nó kiếm chuyện với người nhà nó không à nha. Con cho cho. Muốn cột luôn. Rồi tới giờ Linh rồi. Cho quýnh tao mày. Mày khùng á. Cái điện thoại cũng quýnh là sao? Hai đứa không tự chủ, bỏ cuộc. Khi thôi tự chủ được. Hít rất là trầm tĩnh mà không cà khịa bất cứ đứa nào. Như vậy mới xứng đáng hít con mèo. Coi cái mặt này coi. Trời ơi, hít xong rồi quạo. Rồi tự nhiên nhậu chung với bạn bè rồi quạo là sao trời. Nhậu không được nha giả chân. Còn con dòi, ừ hết. Con dòi chưa xỉn mà. Hít nửa chừng nó bỏ đi chỗ khác là sao ta. Hay là mày nhường cho thằng cha mày. Nó không có gừ mà nó làm cái ánh mắt thấy ghét lắm kìa. Nó đó, liếc liếc người ta không mà. Hỏi sao cái mặt của mày không bị ta ghét. Liếc. Con quỷ này mà nói mày là người nó nhậu vô kiếm chuyện với bạn bè nó không. Giời khùng cũng muốn vô thử. Mày cặp mắt của con nhọn thấy ghê. Tao tưởng mày bỏ cuộc rồi chứ nhọn. Giờ cũng bước vô mà mày thấy mọi căng quá. Nó nhường. Dù sao con nhọn nó cũng thuộc cái dạng chị hay là gì của mình. Khế là dạng cha của mình nữa. Rồi, khế đã gần xỉn rồi. À con dòi nó thật tỉnh táo để nó quan sát xung quanh nha. Để con nào vô giành với khế nhọn nó bập liền đó. Xỉn chưa khế? Chưa xỉn hẳn mà nước miếng nó chảy ướt cái bàn hết chứ. Và tôi đã phát hiện một đứa ở dưới này cũng hít ke luôn. Khè mũi bự. Có nhiều người nói sao mà quay con mèo á, không có dùng cái nhãn dán che cái đít con mèo lại. Mình quay theo cách tự nhiên đi. Cái dạng TikTok nó tào lao mới lao á. Nó đánh người ta mỗi khi mà quay trúng cái đít con mèo. TikTok cái dạng khùng điên á. Còn mình quay ở trên mạng vô chút là mình không cần phải che mấy đó. Tự nhiên. Mèo nó xoay cái đít hay cái đuôi qua chuyện bình thường. Nhưng TikTok nó sàm sàm nhiều khi nó không có cho, nó che lại. Chủ yếu che vô chút nha. Chứ mỗi khi mà con mèo xoay lưng qua là che, thời gian rảnh đâu mà che. Trời ơi, ánh mắt này. Đây, cận cảnh ánh mắt con nhỏ mỗi khi nó nhìn nó khác. Ánh mắt khinh bỉ. Bà mẹ, nghĩ sao thứ như mày là hết chung tiểu thư như tao vậy. Khế nó không dám nhắm mắt, nó mở mắt, nó đòn. Không biết con nhỏ sẽ mổ mày bất cứ lúc nào. Cái gì vậy? Con quỷ thị ngầu nó xỉn hay gì ta? Nó muốn giỡn nhưng miêu. Cái con vui nó khùng nghe nó hết nửa chừng, nó cái tưng cái nghĩ hết bỏ chạy. Anh khè hết chút xíu mà cũng có xỉn hả ta ơi. Anh khè nó nhảy có mèo chứ ta. Đại ca thì chưa nha. Nó nghe tiếng chó la. Kiểu như đại ca với con mèo nghe tiếng chó la nó không có tập trung hết cỏ mèo được. Nó còn sợ chó đó. Khế là quen với chó rồi đâu còn sợ nữa. Thôi Khế ơi, mày bạn thân của nó mà nó cũng nhìn mày với mắt khinh bỉ nè. Rồi hết đã rồi, nhảy xuống nhường cho nó hít đi mày ơi. Chứ nó muốn hít nó thấy mày dơ hay mày xấu nó không chịu hít chung mày rồi xuống đi. Rồi nhỏ hít đi coi. Không ai dành với mày nữa. Không ai dành cho bản mặt của mày, tự hít tao đi. Rồi bắt đầu bung lụa nè. Đó. Cái chị này thích không gian thoải mái. Không có muốn con nào tới gần để chỉ lăn lộn. Nó cầm tao lăn rồi mình tán tao bất tử là sao tao chạy. Ồ chị này tham lam nha, muốn cỏ mèo dính đầy người của mình. Con quỷ khè con nhậu giống nhau nhé. Đang thích cỏ mèo nhìn mặt Khế thúi. Khế đang vui nhìn nó hết vui. Đang hít nữa chừng con quỷ Khế phóng lên nữa là tao hết lăn lộn rồi. Bực cái bỏ ra nha. Nó liếc người ta nữa rồi đó. Con này hít cỏ mèo vô nó tự kỷ. Gặp ai nó cũng kênh được hết. Mày với đại ca rất là giống nhau. Hả nhọn? Chạy vậy?
Hết chung không được sao? Trời ơi trời, mẹ ơi, cái mặt của trời. Có hết cỏ mèo mà cho mày ở một mình hết cho đã đời mày ha. Không có con nào tới gần mày được hết á.